Hóa ra thằng này nó vào đây nợ A Tuấn ấy, cầm cái thuốc gia truyền để chữa trị cho nó. Rồi, ta sẽ phải mất hết cơ chúa xem ngươi thế nào ha. Đây là kho báu mà anh tôi đã tìm được, anh tôi muốn cho ông một chút ạ. Anh tôi rất cảm ơn ông là đã cứu được vết thương, chỉ được vết thương của anh tôi. Cảm ơn với nhiều. Không có gì đâu ạ. Thôi, ta về. À vâng ạ, mời ông về ạ. Bye ông nha. Thưa anh cơ chúa, vừa nãy em vừa đi cắt tóc đầu môi về, đã nhìn thấy anh cơ sáng đi vào nhà nợ A Tuấn, em cầm một nọ thuốc chữa trị gia truyền của chúng ta, bây giờ nó đã chữa trị xong, nợ A Tuấn đã khỏi bệnh rồi ạ. Thảo mồm, mày phản dám phản bội ta, không được. Thằng hát cơm mũ đen đâu, à mũ trắng đâu, nó đi đâu rồi? Mà đi nếu nèo 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 rồi. Quá nặng cái thằng này, đánh nút giam cần. Đi tìm nó. Đi. Hả? Vâng rồi cái anh cơ lại. Đưa ra đây. Vào đây, tao hỏi anh. Cuối cùng người ra về. Người về đi đâu vậy? Tao vừa đi cắt tóc đồ ngoài về. Phải không? Hát cơm mũi đen. Dạ, không phải. Với em nhìn thấy đó, cầm nọ thuốc ra truyền. Đem đến đó tôi để chữa trị cho nó rồi. Có phải không? Có phải không? Đúng đấy rồi sao? Hát cơm mũi đen đâu? Bắt nó. Dạ. Đấy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phản bội. Tôi còn lời gì muốn nói không? Vẫn muốn thả hả? Phản bội ra còn thả hả? Ngươi thích thả không? Thả ra ra. Thả. Ô, sao tự nhiên lại có cái vòng ở đây? Ô, mình nhớ là thằng của em mình đưa cho hai cơ sám đem về rồi mà. Chết rồi, lại còn có cái gậy nữa này.
Ủa thì chắc là chỗ này xảy ra sơ sát rồi. Thôi mình phải đi vào đây thôi, chắc là lại bị hacker chúa bắt rồi. Đi, bây giờ mình sẽ vào cứu. Thật ra ta hỏi ngươi, tại sao ngươi phản bội ta? Tại sao? Tại vì ta không muốn làm việc ác. Không muốn à? Hacker chúa ơi, em đau bụng quá, cho em đi 5 phút đi ỉa được không ạ? Mà nhanh lên nhá. Không, tao vẫn phải ngủ một giấc nó khỏe. Nhanh lên. Ui, hacker sáng đã bị bắt anh em ơi. Chắc chắn một mình ngươi sẽ không vào đánh được hai bọn tôi. Ngươi tưởng ta sợ à? Vào đây. Ông có đau không? Tôi không mang thuốc rồi. Chắc chắn ta vẫn đánh được. Bên. Được rồi. Không cần đánh nữa đâu. Chó nó vào đây. Chó nó vào đây. Bắn lên. Chó vào đây. Đập chết nó nhá. Không cần nữa đâu. Chúng ta đi thôi. Nó đi không? Được ạ. Để ta nói với con. Riêng lần này ta phải cười. Không có nhân gì nữa. Người được lắm. Ta mà thoát ra được, ta sẽ đến tìm hai người. Quan trọng người có biết ở ta đâu không? Con tả ta ta. Anh cơ chạm đâu, cứu ta. Anh cơ ta làm gì? Mày đi ở từ nãy rồi này. Cứu ta, nhanh lên. Anh đang từ hai cơ sáng rồi. Nó lại chạy thoát rồi, thằng lừa rồi đừng cứu nó. Về chuẩn bị gọi người đi. Vâng, tối nay anh em ta phải mai phục nó. Giết.